Viện Hòa bình Hoa Kỳ. Viện Hòa bình Hoa Kỳ là một cơ quan do Quốc hội thành lập vào năm 1984, phối hợp với các đối tác trên thế giới để phòng ngừa cũng như giải quyết các cuộc xung đột vũ trang ở nước ngoài. Viện Hòa bình Hoa Kỳ rất vui được nhiệt liệt hoan nghênh các quý vị đến với sự kiện đặc biệt ngày hôm nay về khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam cùng nhau tiến về phía trước. Trong nhiều thập niên vừa qua, từ khi cuộc chiến tranh kết thúc, và Hoa Kỳ và Việt Nam cũng đã thực hiện nhiều bước đi quan trọng để xây dựng lòng tin cũng như hàn gắn quan hệ giữa hai nước. Hợp tác của Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình tìm kiếm hải cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh của chúng tôi. Và chúng tôi luôn luôn biết ơn về mối quan hệ hợp tác mà tiếp tục được diễn ra đến tận ngày hôm nay. Về phần mình thì Hoa Kỳ cũng đã thực hiện nhiều biện pháp để có thể giải quyết hậu quả bom mìn, chất độc hóa học. Và Thượng nghị sĩ Leahy đóng vai trò hết sức tiên phong cũng như là lãnh đạo trong quá trình này. Khi đến thăm Việt Nam chính thức vào tuần trước, thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cũng đã đánh dấu một cái bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, và Bộ trưởng cũng đã nói rằng chúng ta đã đặt nền tảng cho lòng tin, hiểu biết lẫn nhau nhờ mối quan hệ hợp tác lâu dài trong nhiều thập niên giải quyết vấn đề hậu quả chiến tranh. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu một cái sáng kiến mới hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh. Đây là mối quan hệ hợp tác mới giữa Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ. Mục tiêu của sáng kiến này đó là hỗ trợ cho Việt Nam để có thể tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh. Và tất cả chúng ta cũng hy vọng rằng những nỗ lực như vậy cũng sẽ khép lại nỗi đau của biết bao gia đình tại Việt Nam. Về phần mình, Viện Hòa bình Hoa Kỳ rất tự hào có thể công bố một cách chính thức sáng kiến mới của chúng tôi mang tên Sáng kiến Hòa giải và khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam tại viện của chúng tôi. Và sáng kiến này, theo đề nghị của Quốc hội, có mục tiêu đó là thúc đẩy đối thoại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua các cuộc thảo luận song phương cũng như là hợp tác và trao đổi giao lưu giữa người dân của hai quốc gia. Và cuối năm nay, trong khuôn khổ của sáng kiến này, Viện Hòa bình Hoa Kỳ cũng sẽ tổ chức một sự kiện tiếp nối cuộc thảo luận ngày hôm nay của chúng ta và sẽ tập hợp các gia đình có liên quan tới những nỗ lực tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ để từ đó có thể hiểu rõ hơn những nỗ lực có tác động như thế nào tới con người. Chúng tôi rất vui có mặt tại đây ngày hôm nay, có các diễn giả và các khách mời, và chúng ta cũng sẽ bắt đầu với bài phát biểu khai mạc của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy thuộc tiểu bang Vermont. Ông có vai trò rất quan trọng tại Hoa Kỳ để giải quyết vấn đề hậu quả chiến tranh Việt Nam, và chúng ta sẽ không thể có mặt tại đây ngày hôm nay nếu như không có cam kết cũng như vai trò lãnh đạo của ông trong nhiều năm vừa qua. Và tiếp sau bài phát biểu của Thượng nghị sĩ Leahy, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến sẽ có bài phát biểu. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến là quan chức cấp cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông đã đảm nhiệm nhiều trọng trách trong quân đội của Việt Nam. Và vào tháng trước thì Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã được bổ nhiệm là Thứ trưởng Quốc phòng, và hiện ông là trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 701, thay thế cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã vào hưu vào tháng 4 của năm nay. Và chúng tôi cũng xin nhiệt liệt hoan nghênh và xin chào mừng Đại sứ Hà Kim Ngọc có vai trò rất quan trọng với tư cách là đối tác của Viện Hòa bình, và chúng tôi rất mong các quý vị chúng ta sẽ tương tác với chúng tôi trên Twitter với hashtag USA Việt Nam. Và sau đây tôi xin nhường lời cho Thượng nghị sĩ Leahy có bài phát biểu khai mạc, xin mời ông. Vâng, xin cảm ơn Lisa. Thực ra tôi cũng rất vui và rất tự hào có mặt tại đây ngày hôm nay, và xin cảm ơn Viện Hòa bình Hoa Kỳ đã tổ chức sự kiện này. Tôi trân trọng cảm ơn Viện Hòa bình Hoa Kỳ đã hết sức quan tâm tới lĩnh vực hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam để giải quyết một số những hậu quả khó khăn nhất của cuộc chiến tranh. Tôi cũng xin nhiệt liệt chào mừng các đối tác của chúng tôi đến từ Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Việt Nam, bao gồm người bạn thân của tôi, đó là Đại sứ Hà Kim Ngọc. Và đồng thời tôi cũng xin nhiệt liệt chào mừng các quan chức đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, cũng như là Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID.
Trước hết tôi xin gửi lời chia buồn và cảm thông tới những người bạn Việt Nam vốn đang phải chứng kiến số lượng các ca nhiễm COVID tăng mạnh trong một vài tuần vừa qua. Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Việt Nam và vaccine, nhưng mà chúng tôi cho rằng sự hỗ trợ như vậy vẫn chưa đủ. Và tất cả chúng ta đều phải đối mặt với thách thức chung, bởi vì chừng nào ở đâu còn virus thì chừng đó vẫn còn mối đe dọa với người dân ở khắp mọi nơi. Và cách đây mới chỉ 5 ngày tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã mở ra một chương mới nhất trong mối quan hệ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh với Việt Nam. Tôi nhân dịp này xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng bởi điều đó đã thể hiện được tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác với Việt Nam đối với quân đội Hoa Kỳ cũng như quan trọng đối với đất nước của chúng ta. Và trong 30 năm vừa qua, thì Hoa Kỳ cũng đã hỗ trợ cho người dân Việt Nam thông qua nhiều chương trình khác nhau, những người chịu khuyết tật do chiến tranh gây ra. Và đồng thời chúng ta cũng đã hỗ trợ rà phá bom mìn và vật liệu nổ, và đồng thời tẩy độc dioxin ở các căn cứ quân sự cũ của Hoa Kỳ tại Đà Nẵng và Biên Hòa. Và trong quá trình đó thì chúng ta cũng đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam mà chúng ta cũng đã làm quen, chúng ta cũng đã tin tưởng và tôn trọng. Và ngày hôm nay thì tôi đặc biệt nhớ tới người bạn của tôi, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ông có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình hợp tác này. Trước khi Thượng tướng nghỉ hưu, và tôi cũng rất mong sẽ tiếp tục được hợp tác với người kế nhiệm của Thượng tướng Vinh, đó chính là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến. Rất xin lỗi Thượng tướng nếu như tôi phát âm tên của Thượng tướng chưa được chuẩn. Thưa các quý vị, hơn 40 năm vừa qua thì Chính phủ Việt Nam cũng đã giúp tìm kiếm hàng trăm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, và thậm chí Việt Nam đã hỗ trợ như vậy ngay cả trong những năm tháng chịu cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ. Và sự hỗ trợ như vậy thì không chỉ làm vơi đi nỗi đau cho bao gia đình của người Mỹ đã mất người cha, người con hay người anh của mình, mà điều đó còn góp phần tăng cường lòng tin cũng như là thắt chặt mối quan hệ song phương giữa hai nước. Và hiện giờ thì chúng ta đã thực hiện bước đi đầu tiên để đáp lại sau bao nhiêu năm Việt Nam đã hợp tác tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích tại Việt Nam. Và chương trình mà Bộ trưởng Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã khởi động cách đây ít ngày, thì để thể hiện lần đầu tiên, Hoa Kỳ đã thực hiện một cách chính thức nỗ lực trong nhiều năm để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam để tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh. Và ước tính là có tới hàng trăm ngàn người vẫn còn đang mất tích như vậy. Và ít nhất là trong số đó cũng có rất nhiều dân thường mà cho đến nay chúng ta vẫn chưa biết được tung tích của họ. Và điểm quan trọng cần nhấn mạnh ở đây đó là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ là cơ quan chủ trì trong quá trình hợp tác này cùng với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID. Và điều đó thì cũng đã là một minh chứng về mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đã tiến xa như thế nào trong thời gian vừa qua. Và chúng ta cũng biết rằng là có thể nhiều gia đình có thể sẽ không bao giờ tìm thấy người thân, tìm thấy hài cốt của người thân của họ, nhưng chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để có thể cung cấp thông tin cũng như là chuyên môn để giúp Chính phủ Việt Nam có thể thực hiện công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Và tôi hy vọng tất cả các quý vị đang theo dõi sự kiện ngày hôm nay cũng sẽ có cảm nhận như cá nhân tôi. Bởi vì cùng hợp tác với nhau sau cả một thời gian dài, khi mà cuộc chiến đã kết thúc, một cuộc chiến đã trở thành thảm họa với cả hai nước, thì giờ đây chỉ mối quan hệ hợp tác đó đã trở thành hình mẫu cho những cựu thù khác. Và họ có thể đúc kết được những gì mà chúng ta đã và đang làm. Ngày hôm nay, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một tương lai sáng lạn hơn khi mà chúng ta cùng đối diện với quá khứ và đồng thời cùng hòa giải.
Và chương mới nhất trong quan hệ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh, có thể là khó khăn nhất, nhưng cũng lại là hoạt động khó khăn có ý nghĩa nhất. Và tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đại diện cho Hoa Kỳ, Việt Nam và Viện Hòa Bình đã tham gia cùng chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn Thượng nghị sĩ Leahy đã tham gia cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến có bài phát biểu của mình. Vâng, xin mời Thượng tướng. Kính thưa Ngài Thượng sĩ Patrick Leahy, Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ. Kính thưa bà Lizzie Grady, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Viện Hòa bình Hoa Kỳ. Kính thưa Đại sứ Hà Kim Ngọc. Kính thưa các quý vị đại biểu và các vị khách quý. Tôi rất chăm chú lắng nghe bài phát biểu khai mạc của bà Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Viện Hòa bình Hoa Kỳ và bài phát biểu của Ngài Thượng nghị sĩ Patrick Leahy. Và đúng là cách đây 5 ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cùng với Bộ trưởng Phan Văn Giang đã có những cái bước đi mới trong cái hợp tác giữa hai bộ quốc phòng về khắc phục hậu quả chiến tranh cũng như là hợp tác quốc phòng. Và hôm nay tôi rất vinh dự được thay mặt cho Bộ Quốc phòng Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 701 tham dự và phát biểu tại sự kiện trực tuyến khắc phục hậu quả chiến tranh cùng nhau tiến về phía trước do Viện Hòa bình Hoa Kỳ chủ trì tổ chức. Trước hết là tôi xin trân trọng gửi tới quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý vị đại biểu, cuộc chiến tranh giải phóng ở Việt Nam đã kết thúc cách đây hơn 45 năm, nhưng hậu quả của bom mìn, chất độc hóa học đã và đang còn ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhiều người dân, ảnh hưởng đến môi trường và sự phát triển kinh tế xã hội. Theo thống kê, tổng diện tích ô nhiễm bom mìn ở Việt Nam khoảng hơn 6 triệu hecta, chiếm 18,71% tổng diện tích lãnh thổ của Việt Nam. Nhiều khu vực bị phun giải chất độc da cam dioxin trong chiến tranh, trong đó có 3 điểm nóng ô nhiễm chất độc dioxin là sân bay Đà Nẵng, Biên Hòa, Phù Cát, với khối lượng ô nhiễm khoảng 700.000 mét khối. Tồn lưu bom mìn đã làm hơn 40.000 người chết, 60.000 người bị thương, trong đó phần lớn nạn nhân là lao động chính trong những gia đình. Hơn 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin, trong đó có hơn 3,2 triệu người là nạn nhân chất độc da cam dioxin, bao gồm cả người già, phụ nữ và trẻ em, hiện có cuộc sống rất khó khăn và đang phải cố gắng nỗ lực để vươn lên. Công tác khắc phục hậu quả bom mìn chất độc hóa học sau chiến tranh đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam rất coi trọng, xác định là nhiệm vụ cấp bách, thể hiện tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện mục tiêu để bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân, làm sạch môi trường, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, ngay từ năm 2017, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả chiến tranh do chính Thủ tướng Chính phủ là trưởng ban chỉ đạo. Bên cạnh các nỗ lực cố gắng của Việt Nam, trong những năm qua đã có 6 nước và 14 tổ chức quốc tế hợp tác với Việt Nam trong triển khai nhiều hoạt động về khắc phục hậu quả của bom mìn chất độc hóa học đối với con người và môi trường. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Séc, Đức, Pháp, New Zealand, Vương quốc Anh, Israel và cảm ơn các tổ chức quốc tế như Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Quỹ Ford, Công ty Hatfield Canada, Công ty Shimizu Nhật Bản, Tổ chức Nhóm Cố vấn Mìn, Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy, Trung tâm Giả phá Mìn Nhân đạo Quốc tế Geneva. Triển khai các chương trình và kế hoạch quốc gia giai đoạn 2010-2020, Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trong hợp tác với Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế về khắc phục hậu quả bom mìn chất độc hóa học sau chiến tranh. Kết quả nổi bật là đã hoàn thành dự án xử lý, xóa được một điểm nóng bị ô nhiễm nghiêm trọng chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng năm 2018 và đã bắt đầu khởi động dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa
khởi động dự án hỗ trợ chăm sóc cho người khuyết tật ở 8 tỉnh bị phun giải nặng chất độc da cam từ nguồn vốn ODA không hoàn lại của Hoa Kỳ, với sự chứng kiến của lãnh đạo chính phủ Việt Nam cùng ngài Patrick Leahy, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và ngài đại sứ hợp chủ quốc Hoa Kỳ năm 2019. Với dự án này, ngày 20 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê duyệt chủ trương đầu tư. Cùng với đó là kết quả hợp tác giữa Việt Nam với Hoa Kỳ trong nâng cao năng lực xây dựng cơ sở dữ liệu khắc phục hậu quả bom mìn ở Việt Nam theo bản ghi nhớ giữa Ban chỉ đạo 54 của Việt Nam với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ký năm 2013. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực này đã minh chứng cho quan hệ hợp tác tốt đẹp và là hình mẫu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua. Tại diễn đàn trực tuyến hôm nay, thay mặt cho Bộ Quốc phòng Việt Nam, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 701, tôi bày tỏ lời cảm ơn chân thành với Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ đã cùng với Việt Nam tổ chức nhiều hành động có ý nghĩa quan trọng trong khắc phục hậu quả bom mìn chất độc hóa học dioxin ở Việt Nam. Đặc biệt, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ngài Patrick Leahy, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, vì những nỗ lực mạnh mẽ và có hiệu quả trong hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam thời gian qua. Cũng nhân dịp này, tôi xin thông báo với quý ngài là trong chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 29 tháng 7 vừa qua, ngài Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng tái cam kết phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc tiếp tục triển khai khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, những kết quả và nỗ lực cố gắng của chúng ta đã đạt được là rất quan trọng, nhưng mới chỉ là bước đầu. Khối lượng diện tích ô nhiễm bom mìn còn rất lớn, khoảng hơn 6 triệu hecta, với điểm nóng lớn nhất về ô nhiễm dioxin ở khu vực sân bay Biên Hòa gấp 5 lần sân bay Đà Nẵng. Mới bắt đầu được triển khai thực hiện, dự kiến có thể mất 10 năm mới hoàn thành, cho mới chỉ đảm bảo được nguồn lực là 183 trên khoảng 500 triệu USD. Hiện nay Việt Nam vẫn còn hơn 3,2 triệu nạn nhân chất độc da cam dioxin cần được tiếp tục chăm sóc sức khỏe và bảo đảm việc làm và cuộc sống an lành. Hôm nay là lần thứ hai kể từ năm 2019, Viện Hòa Bình Hoa Kỳ cùng với các cơ quan liên quan tổ chức diễn đàn trực tuyến có ý nghĩa hết sức quan trọng này. Tôi trân trọng cảm ơn Viện Hòa Bình Hoa Kỳ đã mời tôi tham dự, đồng thời đánh giá cao việc tổ chức diễn đàn trực tuyến hôm nay. Đây là dịp để các cơ quan, các nhà quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia của Hoa Kỳ và Việt Nam hiểu rõ hơn những kết quả nổi bật đã đạt được trong hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ và xác định phương hướng trong tương lai để thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa hai bên về lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn chất độc hóa học cùng với hợp tác tìm kiếm quân nhân mất tích sau chiến tranh ở Việt Nam. Thưa quý vị đại biểu, chúng ta không thể viết lại được lịch sử, nhưng chúng ta hãy cùng hành động để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Với tình hình đó, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 701 của Việt Nam mong muốn ngài Patrick Leahy, Viện Hòa bình Hoa Kỳ và các cơ quan chức năng có liên quan cùng các quý vị. Một là tiếp tục tái khẳng định và hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn chất độc hóa học dioxin như cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước vừa gặp nhau hội đàm vừa qua. Hai là đưa ra những đề xuất và giải pháp mới có tính đột phá nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác để thực hiện có hiệu quả cao hơn, nhanh hơn trong phạm vi có thể để khắc phục nhanh chóng và hiệu quả hậu quả của bom mìn và chất độc hóa học dioxin tại Việt Nam. Ba là trước mắt chúng tôi thiết tha đề nghị tiếp tục huy động đảm bảo nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xử lý toàn bộ khu vực sân bay Biên Hòa, tiếp tục mở rộng và có hình thức phù hợp hiệu quả hơn để chăm sóc y tế việc làm cho nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam được vươn lên và không bị bỏ rơi ở phía sau. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả để hợp tác tăng tốc độ rà phá bom mìn ở Việt Nam trong cái diện tích hơn 6 triệu hecta bị phơi nhiễm. Tôi hy vọng với những diễn đàn tiếp theo, chúng ta sẽ vui mừng đón nhận những kết quả tốt đẹp và to lớn hơn trong hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh, góp phần không ngừng vào phát triển quan hệ đối tác toàn diện tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ. Và tôi xin hứa sẽ tiếp tục kế nhiệm người tiền nhiệm của tôi là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh để hợp tác với phía Hoa Kỳ tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam ngày càng thiết thực và đạt hiệu quả cao hơn.
Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe quý vị đại biểu. Xin chúc là cuộc gặp của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn. Excellency, Mr. Deputy. Xin thưa Thứ trưởng, Hoàng Xuân Chiến một lần nữa xin cảm ơn Thứ trưởng đã tham gia cùng với chúng tôi ngày hôm nay và đã có bài phát biểu. Chúng tôi sau đây xin nhường lời cho Đại sứ George Moose, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Viện Hòa bình Hoa Kỳ sẽ điều hành phiên tiếp theo. Vâng, xin nhường lời cho Đại sứ Moose. Vâng, xin trọng cảm ơn và Liz Grant. Buổi sáng ngày hôm nay thì tôi cũng rất vinh dự điều hành phiên đầu tiên thảo luận để giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ phối hợp với nhau như thế nào để hợp tác giải quyết các cái hậu quả của chiến tranh. Chúng tôi rất vui ngày hôm nay có hai nhà ngoại giao hàng đầu, tất cả đều có vai trò rất là quan trọng để trao đổi về nội dung này. Đầu tiên đó là Đại sứ Hà Kim Ngọc, Đại sứ của Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ông đã đảm nhiệm một vai trò rất quan trọng trong quá trình thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, và Đại sứ Hà Kim Ngọc cũng đã từng là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, và Đại sứ cũng đã công tác tại Hoa Kỳ từ lâu tại San Francisco, và xin nhiệt liệt hoan nghênh và Đại sứ đã quay trở lại cùng với chúng tôi. Tiếp theo đó là Ngài Christopher Klein, hiện nay là đại biện lâm thời của Hoa Kỳ tại Hà Nội. Ông cũng đã đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, và ông cũng là vụ phó vụ phụ trách liên quan đến Mông Cổ và Trung Quốc, và đồng thời ông cũng đã đảm nhận nhiều vai trò tại Paris, Baghdad, Bắc Kinh, Kasparat, và đồng thời phái đoàn của Hoa Kỳ tại New York. Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi cũng xin chia sẻ với các quý vị một chút về cảm nhận của cá nhân tôi về tại sao tôi lại coi trọng sự kiện cũng như là sáng kiến như thế này. Khi mà tôi mới trở thành nhà ngoại giao trong Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ thì tôi đã dành 3 năm trong quãng đời đầu tiên của mình khi công tác tại Việt Nam. Đầu tiên tôi đã được cử đến công tác tại miền Trung Việt Nam, tại Quảng Ngãi, và một số bạn có thể còn nhớ sự kiện thảm sát Mỹ Lai đã diễn ra tại Quảng Nam. Và tôi đã đến Quảng Ngãi vào tháng Giêng của năm 1969, ngay khi mà vụ thảm sát được đưa tin trên báo chí quốc tế. Và sau đó thì tôi đã quay trở lại làm việc tại Tổng lãnh sự của Hoa Kỳ tại Đà Nẵng. Và tôi biết rằng là lãnh sự quán chúng tôi thì cũng không nằm quá xa khỏi sân bay quân sự của Hoa Kỳ tại Đà Nẵng. Và rất nhiều máy bay ở đó thì cũng đã phun giải chất độc da cam trong giai đoạn này. Và vào năm 73 thì tôi cũng đã quay trở lại Quảng Ngãi trong một khoảng thời gian ngắn sau khi đã ký Hiệp định Hòa bình Paris. Và lúc đó thì tôi đóng vai trò là sĩ quan liên lạc với Ủy ban Kiểm soát Quốc tế để theo dõi việc đình chiến. Và phải đến năm 2014 thì cuối cùng tôi mới có thể quay trở lại Việt Nam một lần nữa. Và lúc đó thì tôi và vợ của tôi đã dành 3 tuần không thể nào mà quên được, đi từ Bắc đến Nam của Việt Nam. Và có một điều hết sức đặc biệt ở đây là hậu quả chiến tranh chúng tôi thấy vẫn còn hiện hiện ra trước mắt của mình, đặc biệt là trong vấn đề người Việt Nam phải gánh chịu hậu quả sau chiến tranh. Và có hai địa điểm mà tôi quyết tâm phải đến. Đầu tiên đó là khu chứng tích Xuân Mỹ tại tỉnh Quảng Ngãi, mà tôi cũng biết lúc đó là có rất nhiều các cựu binh Mỹ cũng như các tổ chức cựu binh của Hoa Kỳ cũng đã có những đóng góp ở đây để phát triển khu vực này. Và điểm thứ hai đó chính là bảo tàng chiến tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một bảo tàng mà đã cho chúng ta thấy mức độ tàn phá khủng khiếp như thế nào của chiến tranh, và đồng thời người dân phải tiếp tục sống chung với hậu quả của chiến tranh như thế nào. Nhưng điều mà khiến chúng tôi cảm thấy ngạc nhiên nhất
trong chuyến đi của chúng tôi đó là gì, dù đi đến đâu, dù ở thời điểm nào, chúng tôi vẫn không có cảm giác là bị xa lánh hay là bị hắt hủi. Đó là điểm mà khiến cho chúng tôi cực kỳ ngạc nhiên. Đến đâu chúng tôi cũng được đón chào, chúng tôi cũng được hoan nghênh, không có cảm giác bị xa lánh hoặc là bị hắt hủi gì hết. Và đó cũng là một cái minh chứng đầy sinh động về tấm lòng bao dung của người dân Việt Nam. Và điều đó cũng đã khiến cho tôi có sự can đảm cũng như hy vọng là hai nước sẽ cùng phối hợp với nhau để có thể giải quyết được cái hậu quả của cuộc chiến tranh. Còn bây giờ thì tôi xin bắt đầu với câu hỏi dành cho Đại sứ Hà Kim Ngọc. Câu hỏi của tôi dành cho Đại sứ như sau. Thưa Đại sứ, là chiến tranh đã kết thúc gần 50 năm rồi. Vậy thì vấn đề hậu quả chiến tranh nằm ở đâu trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ? Và tại sao việc Hoa Kỳ hỗ trợ tìm kiếm cũng như là quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh lại quan trọng ạ? Thưa Đại sứ. Thank you. Vâng, xin cảm ơn Đại sứ Jasmus đã giới thiệu cá nhân tôi và đồng thời cũng đã chia sẻ với chúng tôi những trải nghiệm của ông với Việt Nam trong cả một khoảng thời gian dài, cả trong chiến tranh cũng như là trong thời bình. Thưa các quý vị, thưa Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, thưa các quý vị, thưa bà Liz Grant, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viện Hòa bình Hoa Kỳ, thưa Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thưa các vị khách quý, thưa các quý vị. Trước hết thì tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc của tôi tới Thượng nghị sĩ Patrick Leahy đã có vai trò lãnh đạo tuyệt vời. Ở Việt Nam thì chúng tôi gọi là bác Leahy, và bất kỳ khi nào mà có vấn đề với bố mẹ thì người ta sẽ gọi là bác Batman, để hy vọng là ông Batman sẽ đến và sẽ bảo vệ cho các cháu để không bị bố mẹ bắt nạt. Vâng, tôi cũng xin trọng cảm ơn bà Lizzie Grande, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Viện Hòa bình Hoa Kỳ, cũng như tất cả các quý vị đang tham gia cùng với chúng tôi trong sự kiện ngày hôm nay. Tôi cũng xin dành một vài phút nhân dịp này xin chúc mừng đội Olympic Việt Nam và đã có những thành tích tuyệt vời tại Tokyo trong Olympic. Và tiếp theo thì tôi cũng xin chia sẻ với các quý vị một số những tin vui. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Hoa Kỳ, mà Việt Nam thì cũng đã có một bước tiến tiếp theo trong cuộc chiến chống COVID tại Việt Nam. Và thay mặt cho chính phủ và người dân Việt Nam, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn, sự cảm kích của chúng tôi với chính phủ, người dân Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho chúng tôi với sự hỗ trợ gồm có 5 triệu liều vaccine, và có thể nói dễ càng đừng thúc đẩy chương trình tiêm chủng của chúng tôi trong những ngày vừa qua. Và sẽ có thêm nhiều thuốc men cũng như là trang thiết bị y tế và vaccine từ Hoa Kỳ sẽ đến Việt Nam, và điều đó cũng thể hiện mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia như Thượng nghị sĩ Leahy vừa trình bày. Có thể nói giúp đỡ bạn lúc khó khăn chính là một người bạn tốt. Và cũng có một cái tin vui nữa mà tôi muốn chia sẻ với các quý vị, và Thượng nghị sĩ Leahy cũng đã đề cập đến, đó chính là Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin trong chuyến thăm chính thức của mình đến Hà Nội cũng đã chứng kiến lễ ký kết MOU về hợp tác để có thể tìm kiếm và quy tập các liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh. Đây cũng là một bước tiến hết sức quan trọng, một mốc son trong mối quan hệ giữa hai nước, và điều đó cũng thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong cả một chặng đường dài kể từ khi mà chúng ta phải đối mặt với hậu quả của chiến tranh. Thưa tất cả các quý vị, thưa quý bà, quý ông, và trong chương mới của mối quan hệ hợp tác đã được bình thường hóa, một lĩnh vực hợp tác mà đã chứng kiến rất nhiều những cái nỗ lực không mệt mỏi và bền bỉ của cả hai bên, đó chính là giải quyết các vấn đề hậu quả chiến tranh. Và chúng tôi và chúng ta ở đây hoàn toàn có thể tự hào là đây chính là một cái điểm sáng, một mốc son trong mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Và thành tựu của chúng ta trong lĩnh vực này cũng đã tạo ra có một vai trò rất quan trọng, tạo nền tảng cho mối quan hệ hợp tác tiếp theo giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Và thậm chí quan trọng hơn
những thành tựu này thì còn giúp chúng ta có thể hàn gắn vết thương chiến tranh và đồng thời có thể đẩy mạnh hơn nữa quá trình hòa giải và sự tin tưởng giữa hai quốc gia, tạo ra một cái nền tảng vững chắc lâu dài để làm sâu sắc hơn mối quan hệ trong những thập niên tới đây. Và ở đây, hai quốc gia của chúng ta cũng đã lựa chọn hợp tác với nhau giải quyết các vấn đề hậu quả chiến tranh và coi đó là một hình mẫu để từ đó chúng ta có thể trở thành từ cựu thù trở thành những người bạn gần gũi. Và chúng tôi cũng đang hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ để có thể tìm kiếm quân nhân mất tích tại Việt Nam. Và chính phủ và người dân Việt Nam cũng đã nỗ lực để tìm kiếm và quy tập các liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh. Và đồng thời chúng tôi cũng đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã nêu trong bài phát biểu của mình, và đồng thời vẫn còn rất nhiều việc mà chúng ta cần phải làm. Cho đến thời hiện tại thì còn có hơn 200.000 trường hợp các chiến sĩ Việt Nam mất tích và vẫn chưa tìm được thông tin, và hiện nay vẫn còn có rất nhiều trường hợp mà liệt sĩ chưa được xác định thông tin, và điều đó đòi hỏi chúng ta cần phải vượt qua thách thức này, một thách thức hết sức là phức tạp do thiếu thông tin và đồng thời có sự thay đổi liên quan đến công nghệ, liên quan đến địa bàn hoặc là về mặt địa lý. Trong bối cảnh như vậy, việc thỏa thuận hợp tác sẽ giúp cho chúng tôi có thể tìm kiếm và quy tập các liệt sĩ Việt Nam, và đây cũng sẽ là một cái động lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thưa các quý vị, thưa các vị khách quý, thưa các quý ông quý bà, trong nhiều năm Hoa Kỳ cũng đã hợp tác hiệu quả với Việt Nam để giải quyết vấn đề hậu quả chiến tranh. Nhưng trong bối cảnh như vậy, sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để tìm kiếm và quy tập các liệt sĩ, hải quân liệt sĩ Việt Nam sẽ có vai trò hết sức là quan trọng, và đây cũng là một trong những biểu tượng hết sức quan trọng trong quá trình hòa giải. Và điều đó nó cũng sẽ là phần khó khăn nhất, bởi vì còn và hiện nay chúng ta thấy là còn hàng triệu bà mẹ sau 50 năm vẫn chưa có cơ hội để có một đêm được ngủ ngon, bởi hàng đêm vẫn còn nghĩ đến những người con của mình, người chồng của mình và người thân của mình vẫn còn mất tích và chưa được trở về với gia đình. Và trong trái tim và khối óc của những bà mẹ anh hùng thì chiến tranh bây giờ đã trở thành quá khứ, hòa bình nhưng thực sự vẫn chưa đến được với họ. Và thực ra chúng ta cũng thấy rằng là nỗi đau vẫn còn đó khi mà họ vẫn chưa thể tìm được người thân của mình, hải cốt của liệt sĩ chưa về được với người thân của họ và gia đình của họ. Và ở Việt Nam ngay từ đầu thì chúng tôi cũng đã có một chính sách hết sức rõ ràng để hỗ trợ cho Hoa Kỳ tìm kiếm các quân nhân. Chúng tôi hướng tới tương lai và gạt quá khứ sang một bên để hướng đến tương lai. Và đồng thời chúng tôi cũng đánh giá cao sự hợp tác của chính phủ Hoa Kỳ đã có những hoạt động hỗ trợ nhân đạo cũng như hợp tác với chúng tôi. Và đồng thời chúng tôi có sự chia sẻ với những người bạn bè Hoa Kỳ để có thể hiểu rõ hơn về những cái nỗi đau và mất mát của cả hai bên. Một lần nữa, thay mặt cho chính phủ và người dân Việt Nam, từ đáy lòng mình, một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ. Tôi xin đặc biệt cảm ơn sự quan tâm mà các cơ quan của Hoa Kỳ đã dành cho sáng kiến này, đặc biệt đó là bác Lahi, chị Lisa, cũng như rất nhiều những người bạn và các đối tác của Việt Nam và những người bạn bè của chúng ta tại Hoa Kỳ nữa. Tôi cũng xin trọng cảm ơn Thượng nghị sĩ John McCain, cố Thượng nghị sĩ John McCain, rồi Thượng nghị sĩ John Kerry, ông Amir Griffith, Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch, Thứ trưởng Lê Mai, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và rất nhiều
các quý vị khác nữa. Với tầm nhìn, với sự can đảm, thì tất cả chúng ta đều có thể có những sự đóng góp quan trọng để giải quyết hậu quả chiến tranh, và chúng ta có thể sự thúc đẩy quá trình hòa giải và hàn gắn vết thương chiến tranh và giúp cho mối quan hệ của chúng ta lên một tầm cao mới. Tôi tin tưởng rằng sự kiện của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ đánh dấu một cái bước khởi đầu để có thể triển khai hợp tác giữa hai bên liên quan đến việc hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Và tôi rất mong các cơ quan, đặc biệt là cơ quan USAID, cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ cũng sẽ dành nguồn lực để thành lập trung tâm xuất sắc tại Việt Nam về công nghệ để có thể xác định thông tin các hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam. Với quyết tâm cũng như nỗ lực của cả hai bên thì chúng ta có thể sẽ hướng đến một hòa bình, một nền hòa bình và mối quan hệ gần gũi hơn và đem lại và làm vơi đi nỗi đau của biết bao bà mẹ Việt Nam cũng như những gia đình của họ khi mà họ có thể đón được người thân của mình quay trở về. Và chúng ta hãy nỗ lực cho đến khi mà chúng ta có thể tìm thấy những liệt sĩ cuối cùng khi được họ hồi hương và trở về với gia đình của mình. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý vị. Vâng, xin cảm ơn Ngài Đại sứ đã chia sẻ với chúng tôi một giai đoạn lịch sử giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có liên quan đến vấn đề giải quyết hậu quả chiến tranh và đồng thời cũng như là hỗ trợ hai bên để chúng ta có thể hiểu rõ sáng kiến mới này nó sẽ có ý nghĩa như thế nào. Chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hỗ trợ hợp tác như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn Đại sứ. Còn bây giờ thì tôi cũng xin chuyển lời tiếp theo cho đại biện lâm thời Hoa Kỳ. Nhìn từ góc độ của Hoa Kỳ thì ông có thể đánh giá như thế nào về những cái nỗ lực mới trong tổng thể mối quan hệ của chúng ta cũng như là kỳ vọng mà chúng ta sẽ đạt được ở đây là gì, kết quả chúng ta sẽ đạt được ở đây là gì? Vâng, xin cảm ơn Đại sứ Moose và có thể nói rất là phù hợp. Trước hết là tôi cũng xin trọng cảm ơn bà Liz và Viện Hòa bình Hoa Kỳ đã tổ chức sự kiện hết sức quan trọng trong buổi tối ngày hôm nay và một lần nữa xin cảm ơn Thượng nghị sĩ Leahy đã có những cam kết trong nhiều thập niên vừa qua để hàn gắn, xây dựng và tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Có thể nói tất cả chúng ta đều biết ơn Thượng nghị sĩ. Nếu không có Thượng nghị sĩ, chắc hẳn là chúng ta sẽ không đạt được những bước tiến như vậy trong những năm vừa qua. Thưa Đại sứ Moose, cảm ơn Đại sứ cũng đặt câu hỏi với chúng tôi ở đây. Và cũng xin cảm ơn Thượng nghị sĩ, xin lỗi, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, rồi Đại sứ Simonson và Đại sứ Ngọc đã tham gia cùng với chúng tôi. Có thể nói sáng kiến hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh phù hợp với mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong giải quyết vấn đề hậu quả chiến tranh. Có thể nói rất là phù hợp với quá trình hợp tác vốn đã kéo dài trong nhiều năm giữa hai bên để từ đó chúng ta có thể hàn gắn cũng như là giải quyết được những vấn đề hậu quả của chiến tranh. Và cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, hay gọi là DPAA, và các tổ chức tiền nhiệm trước đây thì cũng đã bắt đầu quá trình tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh từ năm 1985. Và chính những nỗ lực như vậy cũng đã có ý nghĩa rất to lớn đối với các gia đình và người thân của hơn 729 quân nhân mất tích đã được xác định thông tin kể từ khi chúng ta bắt đầu sự kiện này. Việt Nam gần đây thì cũng đã Hoa Kỳ và Việt Nam đã tổ chức lễ bàn giao hài cốt quân nhân Mỹ tại sân bay Gia Lâm, đúng ở nơi mà tù binh chiến tranh Hoa Kỳ lần đầu tiên đã hồi hương cách đây khoảng 50 năm. Đối với tôi, đó là một sự kiện hết sức là xúc động, bởi vì mặc dù trong bối cảnh COVID mà Việt Nam vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Hoa Kỳ để tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích, ngay cả khi mà không thể các đối tác Hoa Kỳ không thể cùng tham gia, nhưng mà điều đó cũng đã thể hiện rõ cam kết thực sự của Việt Nam với mối quan hệ hợp tác này. Chúng tôi xin trọng cảm ơn các bạn và nguyên đại sứ Quentin Brink và các đại sứ khác thì cũng đã liên tục nhấn mạnh rằng nỗ lực tìm kiếm và quy tập các hài cốt như vậy và những nỗ lực của chúng ta trong việc giải quyết hậu quả của chiến tranh đặt nền tảng cho mối quan hệ hợp tác này. Và có thể nói rằng tất cả sẽ không thể đạt được nếu như chúng ta không có được sự hợp tác hiệu quả như vậy trong nhiều thập niên vừa qua về vấn đề giải quyết hậu quả
của chiến tranh. Và nhờ vậy mà mối quan hệ hợp tác an ninh cũng như là mối quan hệ từ an ninh đến thương mại chúng ta đã phát triển mạnh mẽ. Và đây thì tôi cũng muốn nêu về các cái dự án hợp tác hiệu quả về giải quyết hậu quả chiến tranh. Vào năm 1993 thì Hoa Kỳ đã bắt đầu quá trình giả phá bom mìn tại miền Trung Việt Nam, và những chương trình này hiện nay vẫn còn đang được tiếp diễn. Và hiện nay thì sứ quán chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi các cái hoạt động này và cũng đã thấy có rất nhiều những cái tiến bộ đã đạt được và giúp cho người dân Việt Nam được an toàn và đồng thời đảm bảo được cuộc sống cũng như là thúc đẩy sự phát triển kinh tế của mình nhờ những cái nỗ lực rà phá bom mìn. Và vào năm 2018 thì USAID cũng đã hoàn tất một dự án tẩy độc dioxin kéo dài trong nhiều năm tại sân bay quốc tế Đà Nẵng và giúp cho sân bay này cũng như là các khu vực xung quanh được an toàn và từ đó tăng cường thúc đẩy cơ hội kinh tế cho người dân của thành phố Đà Nẵng. Nhưng mà chúng tôi cũng không dừng lại ở đó, mà hiện nay thì chúng tôi cũng đang triển khai một dự án kéo dài 10 năm tại sân bay quốc tế sân bay Biên Hòa ở phía Nam của Việt Nam để tiếp tục tẩy độc dioxin. Và hiện nay thì cả hai bên cũng đang phối hợp với nhau để giải quyết những thách thức mới, trong đó có COVID-19. Và tôi cũng hy vọng rằng là sớm chúng ta cũng sẽ trao đổi các đoàn cựu binh trực tiếp sau khi mà chúng ta đã khắc phục được COVID-19 này. Và có thể nói đó là những cái bằng chứng rất hiệu quả, đầy xúc động cho chúng ta thấy được quá trình hòa giải dành cho các quân nhân cũng như các gia đình của họ, của cả hai bên. Và cuối cùng thì tôi cũng xin báo cáo một chút về chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đến Hà Nội vào tuần trước. Các quý vị cũng đã biết rằng là hòa giải và các vấn đề hậu quả chiến tranh thì cũng có những ý đặc thù riêng của nó. Và đây thì Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Austin cũng đã trao đổi thông tin và các nội dung có liên quan đến các trường hợp quân nhân Mỹ mất tích trong cuộc họp của mình. Và chúng tôi hy vọng rằng cơ quan kiểm kê tù binh người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích để đem lại những kết quả trong thời gian tới để khỏa lấp những nỗi đau cho biết bao gia đình Việt Nam. Và ở đây chúng ta không chỉ là trao đổi mà chúng ta còn phối hợp với nhau thông qua một bản ghi nhớ đã được ký kết với Ban Chỉ đạo 515 để hỗ trợ cho Việt Nam tiếp tục tìm kiếm và quy tập hải cốt liệt sĩ. Và Bộ trưởng Austin cũng đã chứng kiến lễ ký kết này cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Và đó cũng là bước tiếp theo để chúng ta có thể làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh. Và có thể nói đó cũng là một sự ghi nhận tất cả những gì Việt Nam đã làm từ năm 1985 để giúp chúng ta có thể tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích. Vâng, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng đối với Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Và hợp tác của chúng ta trong lĩnh vực này sẽ là một nền tảng vững chắc để tạo ra niềm tin cũng như là tương lai của chúng ta sẽ thành công trong tương lai. Một lần nữa xin cảm ơn Đại sứ Morse. Vâng, xin cảm ơn đại biện Klein đã chia sẻ với chúng tôi, đã cho chúng ta thấy một cái khuôn khổ hợp tác mà chúng ta đã xây dựng cùng nhau trong nhiều năm vừa qua liên quan đến vấn đề giải quyết hậu quả chiến tranh. Xin cảm ơn đại biện Klein. Và chúng ta cũng thấy rằng là ngay cả trong bối cảnh COVID hiện nay, đối tác Hoa Kỳ không tham gia được, nhưng những người bạn Việt Nam chúng ta vẫn tiếp tục nỗ lực không mệt mỏi để tìm kiếm các quân nhân Hoa Kỳ mất tích tại Việt Nam. Tôi cho rằng đó là một cái minh chứng hết sức mạnh mẽ cho cam kết cũng như hợp tác của Việt Nam. Thưa các quý vị, bây giờ tôi cũng muốn quay trở lại với Đại sứ Ngọc. Thì chúng ta vẫn còn một vài phút nữa. Tôi cũng muốn đặt câu hỏi với Đại sứ Ngọc. Tôi biết là đại sứ cũng đã tham gia rất sâu sắc mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Và đồng thời chúng tôi cũng thấy rằng là chính sách cũng đã có sự thay đổi trong những năm vừa qua. Thế thì sắc thái của mối quan hệ chúng ta ở đây là như thế nào? Và với cương vị của đại sứ tại Washington hiện nay thì nó có khác với trước đây hay không ạ? Thưa đại sứ. Vâng, xin cảm ơn Brian đã có câu hỏi rất là thú vị.
tôi cho rằng là chúng ta cũng đã chứng kiến một cái mối quan tâm lớn hơn từ phía Hoa Kỳ, cũng như là chính quyền của Hoa Kỳ, Quốc hội, rồi các tổ chức phi chính phủ, rồi các tổ chức cựu binh và người dân thuộc mọi thành phần đối với Việt Nam và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương. Và cho dù đi đến đâu, khi mà chúng tôi gặp gỡ người dân Hoa Kỳ thì họ cũng đều có một cái điểm rất là thú vị nói về Việt Nam. Có thể là họ nói về chuyến đi đến Việt Nam với tư cách là du khách, hoặc là người thân của họ, con trai, con gái của họ làm việc tại Việt Nam với tư cách là những người tình nguyện. Họ đều có những câu chuyện rất là vui để nói về Việt Nam. Cho nên tôi cảm thấy rất may mắn khi mà có sự ủng hộ mạnh mẽ như vậy, tuyệt vời như vậy từ phía Hoa Kỳ, từ phía hành pháp, lập pháp, cũng như là các tổ chức xã hội, cũng như là người dân thuộc mọi tầng lớp khác nhau. Vâng, xin cảm ơn Ngài Đại sứ. Tôi cũng rất là xúc động trước những gì mà đại sứ vừa chia sẻ với chúng tôi ở đây. Vâng, xin cảm ơn đại sứ rất là nhiều, và chúng tôi cũng rất mong muốn sẽ sớm được đến Việt Nam. Có thể nói là tất cả những điều đó thì nó cũng đã phản ánh mối quan hệ chặt chẽ giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Chúng ta đã vượt qua được những cái nỗi đau của chiến tranh. Vâng, thưa đại biện Clint, cho tôi cũng có một số các câu hỏi bởi vì mình vẫn còn một vài phút nữa. Tuần trước thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã có chuyến thăm chính thức thành công tại Việt Nam. Vậy thì ngài có thể cho chúng tôi biết xem là trong chương trình nghị sự chúng ta thì tiếp theo sẽ là gì? Chúng ta nói về thời điểm rất quan trọng hiện nay. Vâng. Về thời gian thì tôi cho rằng đây cũng là lúc rất là tuyệt vời, bởi vì Việt Nam hiện nay cũng đang phải đối mặt với COVID và đang phòng chống COVID. Tuy nhiên thì Việt Nam cũng đã nỗ lực để đón chào Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ trong chuyến thăm chính thức của mình. Và chúng ta thấy là Bộ trưởng Quốc phòng hai nước thì cũng đã chứng kiến lễ ký kết và như tôi đã nói, tăng cường hỗ trợ cho Việt Nam tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Và đồng thời chúng ta cũng nhấn mạnh đến một điểm nữa, đó chính là tầm quan trọng của vấn đề hậu quả chiến tranh. Nó cũng đã tạo ra sắc thái cho tất cả các cái cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ với các đối tác, trong đó có Chủ tịch nước, có Thủ tướng, và tất cả chúng ta cũng đã thấy rằng là điều đó cũng đã được nhắc đến rất nhiều trong các cuộc họp cấp cao. Và ở đây chúng ta thấy hợp tác trong lĩnh vực này chính là nền tảng để chúng ta có thể mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các cái cạnh cách nhau. Và chúng ta cũng đã thực hiện các công việc thực tế trên hiện trường cùng nhau để cùng hướng đến một cái nền tảng vững chắc hơn cho mối quan hệ này. Tôi cho rằng đối với cả hai bên thì chúng ta cũng đã đạt được rất nhiều kết quả về các vấn đề thực tế này, và từ đó chúng ta có thể sẽ mở rộng sang các lĩnh vực khác. Vâng, xin cảm ơn. Chúng ta cũng sắp sửa hết thời gian cho phiên 1 ạ. Vâng, chúng ta có thể sẽ tiếp tục những công việc lớn như vậy trong các lĩnh vực khác nữa, có ý nghĩa không chỉ là ở góc độ quốc gia và cả khu vực nữa, hợp tác song phương. Và Bộ trưởng Quốc phòng thì cũng đã đề cập đến một số vấn đề có liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực Biển Đông, và cũng đã đề cập đến mối quan hệ hợp tác kinh tế và rất nhiều các cái khía cạnh khác trong mối quan hệ này. Và tôi cho rằng đó cũng là những sắc thái rất là tích cực trong mối quan hệ giữa hai bên Việt Nam và Hoa Kỳ, và tất cả đều dựa trên việc giải quyết hiệu quả hậu quả của chiến tranh. Vâng, xin cảm ơn đại biện Clint, và tôi cũng xin khép lại phần trao đổi đầu tiên với hai vị khách mời ngày hôm nay tại đây. Xin cảm ơn đại sứ Hà Kim Ngọc cũng như là đại biện Clint đã chia sẻ với chúng tôi những gì mà chúng ta đã làm trong những năm vừa qua, cũng như định hướng trong thời gian tới, đặc biệt là đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực mới về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Có thể nói đó là một lĩnh vực hợp tác hết sức thiêng liêng và quan trọng trong mối quan hệ hợp tác song phương này. Những tiến bộ trong lĩnh vực này cũng sẽ là nền tảng, sẽ là đà để chúng ta phát huy hợp tác trong lĩnh vực khác. Và sau đây thì tôi cũng xin khép lại phiên 1, và tôi xin nhường cho Brian Harding đến từ Viện Hòa Bình Hoa Kỳ, phụ trách về khu vực Đông Nam Á, và ông cũng là người đã hiểu rất rõ Việt Nam, đã chứng kiến mối quan hệ hợp tác với Việt Nam cũng như là hàn gắn với Việt Nam. Thì sau đây ông có thể sẽ điều hành phần tiếp theo. Vâng, xin mời Brian. Vâng, xin trọng cảm
ơn Đại sứ Moose cũng như đại biện Klein và Đại sứ Kim Ngọc đã giúp cho chúng tôi có được một cái bối cảnh rõ hơn để có thể hiểu rõ những cái nội dung hợp tác ở đây. Và tôi cho rằng đây cũng là cơ sở để giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn các cái vấn đề hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là về hợp tác về giải quyết vấn đề hậu quả chiến tranh. Tôi rất là vui được điều hành phiên tiếp theo để chúng ta có thể chia sẻ xem là về phía Việt Nam chúng ta sẽ tham gia như thế nào trong sáng kiến mới về tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có người đầu tiên, khách mời đầu tiên đó là Đại tá Thomas Stevenson, Ủy viên Quốc phòng Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Và Đại tá Stevenson cũng đã tham gia vào lực lượng quân đội của Hoa Kỳ từ lâu và cũng đã tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong nhiều năm. Và hiện nay thì ông cũng là trưởng phòng hợp tác về quốc phòng tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Diễn giả thứ hai đó là bà Anne-Marie Atishok, là giám đốc của USAID, là cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam, và bà Atishok cũng là một trong những nhà ngoại giao kỳ cựu của Hoa Kỳ trước khi bà đảm nhận vị trí giám đốc của USAID tại Việt Nam. Và năm 2015 đến 2020 thì bà cũng đã đóng vai trò rất quan trọng trong hỗ trợ của Hoa Kỳ với các quốc gia khác. Và tiếp theo chúng ta có sự tham gia của bà Yestashek với rất nhiều các hoạt động khác nhau tại khu vực Đông Âu. Và diễn giả cuối cùng, khách mời cuối cùng đó là Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 515. Ban chỉ đạo quốc gia 515 là ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, và được gọi tắt là Ban chỉ đạo 515. Và Thiếu tướng Trần Quốc Dũng hiện nay là Chánh văn phòng của Ban chỉ đạo. Chúng tôi rất vui khi mà Thiếu tướng Trần Quốc Dũng tham gia cùng với chúng tôi trong phiên thứ hai ngày hôm nay, và rất mong sẽ hợp tác với Thiếu tướng trong thời gian tới. Vâng, thế thì đầu tiên tôi xin có câu hỏi với Đại tá Thomas Stevenson. Đại tá có thể cho chúng tôi biết xem Bộ Quốc phòng sẽ làm gì để hỗ trợ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong thời gian tới. Vâng, xin cảm ơn Brian. Vâng, trước hết thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn một chút về những nỗ lực hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đầu tiên thì chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng vào tuần trước thì có một sự kiện hết sức quan trọng, đó là Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, cá nhân họ đã ủng hộ nỗ lực tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Tất cả điều đó cũng đã giúp chúng ta có thể hiểu rằng mặc dù là một giai đoạn lịch sử đầy đau thương giữa hai nước, nhưng mà chúng ta đều hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn để có thể vượt qua được những thách thức, đặc biệt là những thách thức mới, chẳng hạn như là COVID hay là biến đổi khí hậu hoặc là thách thức ở khu vực Biển Đông. Và trong chuyến thăm chính thức này thì hai bộ trưởng cũng đã tái khẳng định cam kết thực hiện một cái nhiệm vụ hết sức thiêng liêng, đó chính là tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, trên cơ sở hiểu rằng là khi đã cử binh sĩ ra chiến trường thì các nhà lãnh đạo phải có trách nhiệm tìm mọi cách để đưa họ trở về nhà khi mà đã hoàn thành được sứ mệnh đó. Và vì vậy cho nên đây thì với khuôn khổ tác chiến lược như vậy, và đồng thời để có thể thực hiện được sứ mệnh và trách nhiệm thiêng liêng của mình, thì chúng tôi cũng tập trung vào cái cạnh hết sức quan trọng trong sáng kiến hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh thông qua 6 trụ cột. Đầu tiên ở đây đó chính là về tiếp cận thông tin lưu trữ. Thực ra thì chúng ta cũng biết rằng thông tin lưu trữ có vai trò hết sức quan trọng để có thể hỗ trợ cho công tác nghiên cứu, phân tích, giúp cho các nhóm tìm kiếm và ở Việt Nam, ở cả trung ương và địa phương để có thể xử lý các cái hồ sơ, các kỷ vật cũng như là các báo cáo tình báo trong chiến tranh và hồ sơ lưu trữ. Và hiện nay thì chúng tôi cũng sẽ có các đối tác ở Việt Nam
và họ cũng sẽ có khả năng tiếp cận được với những cái hồ sơ này cũng như các kỷ vật. Trụ cột thứ hai ở đây đó chính là ứng dụng công nghệ. Và chúng ta cũng sẽ mở rộng các cái kỹ thuật cũng như công cụ để có thể tải lên, lưu trữ, tích hợp và tiếp cận thông tin theo yêu cầu của các nhà nghiên cứu Việt Nam. Và theo thời gian thì các công nghệ như vậy cũng có thể sẽ tích hợp cả những cái nội dung về tình báo cũng như là sự tham gia của cộng đồng ở trên mạng có quan tâm, và họ sẽ cùng tham gia với chúng ta và cùng phối hợp với các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của quân đội, và đồng thời chúng ta cũng sẽ thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, viện nghiên cứu, các trường đại học vân vân. Trụ cột thứ ba đó chính là nâng cao năng lực để có thể đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đấy nghĩa là chúng ta cũng sẽ tăng cường đào tạo, tập huấn, cung cấp và trang thiết bị để hỗ trợ cho công tác nghiên cứu, khai quật và phân tích, xác định pháp y. Thứ tư đó là giao lưu nhân dân. Có thể nói sáng kiến hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ trong chiến tranh ở đây không chỉ là dựa vào các cái công cụ kỹ thuật hoặc là tiếp cận những thông tin lưu trữ, mà quan trọng hơn đó chính là cộng đồng cũng như là sự hợp tác của chúng ta đã xây dựng được trong nhiều thập niên vừa qua. Và đây chúng ta có sự tham gia của rất nhiều các nhà nghiên cứu, các gia đình cũng như các cựu binh. Cho đến nay chúng ta thấy là các nhóm tìm kiếm thì vẫn đang làm việc một cách độc lập, không có sự kết nối. Tuy nhiên thì thông qua giao lưu nhân dân thì hy vọng là các nhóm tìm kiếm như vậy cũng sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng nhau, để từ đó chúng ta sẽ giúp cho công tác tìm kiếm các quân nhân mất tích sẽ được thực hiện một cách đầy đủ nhất, đồng thời cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể kết nối các cái nỗ lực với nhau. Và trụ cột thứ năm ở đây do USAID dẫn đầu thì nó cũng phản ánh cách tiếp cận tổng thể toàn chính phủ để nâng cao năng lực cho Việt Nam để có thể tìm kiếm và quy tập hải cốt liệt sĩ với các cái kỹ thuật phân tích DNA, và bà Anne Marie cũng sẽ chia sẻ với chúng ta thêm một số chi tiết. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh những cái nỗ lực chung giữa hai bên để từ đó chúng ta có thể phối hợp với các cái nỗ lực tìm kiếm của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 hiện nay. Và thứ sáu ở đây chính là truyền thông. Chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta đều có một mục tiêu chung, đó là vượt qua được những cái hậu quả của chiến tranh, của bạo lực, để hướng đến xây dựng lòng tin cũng như là tăng cường hợp tác. Và chính sự hợp tác như vậy cũng là một cái minh chứng là chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua được một giai đoạn lịch sử đầy đau thương, và chúng ta sẽ không lãng quên lịch sử, nhưng đồng thời chúng ta cũng sẽ hướng về các liệt sĩ và những gia đình chưa tìm thấy người thân của họ. Và có thể nói rằng chúng ta cam kết để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng này, và cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các gia đình sáng kiến hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ trong chiến tranh với 6 trụ cột như vậy, cũng sẽ giúp chúng ta có những kết quả một cách cụ thể trong lĩnh vực này, và chúng ta cũng sẽ dành nguồn lực để thực hiện hoạt động đó. Và ở đây thì tôi cũng xin trọng cảm ơn các đồng nghiệp chúng tôi, những người bạn, những đối tác chúng tôi tại Hà Nội, Washington, Lubbock và Boston. Và trước hết thì chúng tôi cũng xin cảm ơn thượng nghị sĩ Lahi, Tim Reiser, Brian Harding và tất cả những người đã giúp chúng tôi có thể triển khai được sáng kiến hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại Việt Nam. Và đồng thời cũng xin cảm ơn các đồng nghiệp đến từ Bộ Quốc phòng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đặc biệt là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, và chúng tôi cũng xin cảm ơn Đại sứ Hà Kim Ngọc và các quan chức của Bộ Ngoại giao, và đồng thời Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đã hỗ trợ chúng tôi trong lĩnh vực này, và đồng thời hỗ trợ cho chúng tôi tổ chức chuyến thăm thành công của Bộ trưởng Quốc phòng vào tuần trước. Một lần nữa chúng tôi cũng xin trọng cảm ơn Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Chính văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515. Một lần nữa xin cảm ơn và xin nhường lời lại cho Brian. Vâng, xin cảm ơn Đại tá Thomas Stevens đã chia sẻ với chúng tôi một cách khái quát 6 trụ cột khác nhau trong sáng kiến này. Thực ra thì chúng tôi cũng rất là mong muốn đảm bảo người dân ở Việt Nam và Hoa Kỳ cũng sẽ vơi đi được những nỗi đau, đặc biệt là khi các liệt sĩ sẽ được trở về với gia đình của họ.
Chúng tôi cũng biết rằng là sẽ có rất nhiều các cái trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Harvard và một số trường khác cũng sẽ phối hợp với chúng ta trong chương trình này để có thể chia sẻ các kinh nghiệm cũng như là về mặt công nghệ để có thể triển khai sáng kiến này. Đó cũng là những tin vui rất là vui. Và tiếp theo thì tôi cũng xin nhận lời cho bà giám đốc USAID, bà có thể cho chúng tôi biết hơn, rõ hơn về sự tham gia của USAID trong lĩnh vực này được không ạ? Vâng, xin mời bà. Vâng, xin cảm ơn Brian. Xin cảm ơn Brian. Trước hết chúng tôi xin gửi lời chào đến từ Washington. Xin chào các bạn Việt Nam và tôi cũng rất vinh dự với tư cách là một trong những khách mời trong sự kiện đặc biệt ngày hôm nay về việc thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam-Hoa Kỳ. Và xin cảm ơn Viện Hòa bình Hoa Kỳ và các đồng nghiệp đến từ Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như là các đối tác tại Việt Nam tổ chức sự kiện ngày hôm nay. Tôi cũng xin trọng cảm ơn Thượng nghị sĩ Patrick Leahy đã đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và giải quyết vấn đề của quá khứ của cuộc chiến tranh. Và đồng thời tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các đối tác của chúng tôi. Như Thượng nghị sĩ Leahy đã nói, tại chúng tôi cũng đã xây dựng mối quan hệ dựa trên niềm tin và cam kết để khắc phục hậu quả chiến tranh. Và ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã có cuộc họp để có thể xác định những cái lĩnh vực tiếp tục hợp tác giữa hai bên trong bối cảnh đại dịch như thế này. Một lần nữa xin cảm ơn. Đối với chúng tôi ở USAID thì mục tiêu đó là đem lại những cái công nghệ và kỹ thuật phân tích DNA hiện đại nhất, tốt nhất cho Việt Nam để từ đó giúp Việt Nam tìm kiếm quy tập các hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh và đồng thời có thể giúp các hài cốt liệt sĩ được trở về với gia đình của họ. Và vào tháng 7 của năm 2020 thì USAID Việt Nam cũng đã ký ý định thư với cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích hay chúng ta gọi là VNOSMP để hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ phân tích gen, DNA và một số các cái phân tích pháp y khác nữa. Và kể từ khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ hợp tác này với chính phủ Việt Nam, thì chúng tôi cũng đã phối hợp tác chặt chẽ với cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích, VNOSMP, để hiểu nhu cầu của Việt Nam. Và đồng thời chúng tôi cũng đã tham vấn với các chuyên gia quốc tế về phân tích DNA để có thể hiểu rõ hơn những công nghệ hiện có để hỗ trợ cho quá trình hợp tác này. Và để thực hiện sứ mệnh của mình thì chúng tôi cũng đã dành 2,5 triệu đô la trong thời gian 3 năm để tài trợ cho Ủy ban Quốc tế về người mất tích hay chúng ta gọi là ICMP, một tổ chức quốc tế uy tín hàng đầu về tìm kiếm hài cốt quân nhân trong các cuộc xung đột toàn cầu. Và bước đầu tiên ở đây đó là thí điểm chương trình thử nghiệm công nghệ phân tích NDA tiên tiến đối với các hài cốt được tìm thấy tại Việt Nam. Và việc thí điểm này cũng sẽ giúp chúng ta xác định những công nghệ và quy trình phù hợp nhất trong bối cảnh Việt Nam. Sau đó thì chúng tôi cũng sẽ chuyển giao công nghệ cho các phòng lab tại Việt Nam để từ đó có thể nâng cao năng lực phân tích DNA cho Việt Nam. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là với cách tiếp cận ứng dụng công nghệ mới này, chúng tôi có thể giúp cho chính phủ xây dựng một hệ thống phân tích DNA có đủ khả năng xử lý thông tin từ một cái số lượng rất lớn các bộ hài cốt, nhanh hơn rất nhiều so với tiến độ hiện nay. Và chúng tôi cũng ước tính là sử dụng cái cách và công nghệ hiện tại thì nhiệm vụ này chúng ta có thể sẽ giúp cho Việt Nam có thể thực hiện công việc rất là nhanh chóng chứ không phải mất nhiều thập niên tới đây. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam vẫn còn khoảng 850.000 liệt sĩ mất tích. Và ngoài việc hợp tác trong lĩnh vực phân tích DNA thì USAID cũng hợp tác với cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích để đánh giá toàn diện nhu cầu tìm kiếm bàn giao hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh cho gia đình và người thân của họ. Và đồng thời chúng tôi cũng sẽ triển khai hoạt động này vào mùa thu năm nay và đồng thời cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ. Và năm nay thì chúng tôi cũng đã ưu tiên hợp tác với cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích và các bên có liên quan của chính phủ để có thể chuẩn bị một kế hoạch dài hạn trong quá trình hợp tác của mình. Và sự hỗ trợ này thì có thể bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ và cung cấp trang thiết bị. Và có một lĩnh vực hợp tác quan trọng nữa ở đây chính là tạo điều kiện xây dựng cái khuôn khổ toàn diện
để từ đó giúp tìm kiếm và quy tập và hài cốt liệt sĩ. Quy trình này cũng sẽ giúp chúng ta xác định được vai trò chức năng của tất cả các bên có liên quan, các đối tác, trong đó có Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Quốc phòng, cũng như là các đơn vị, các cơ quan thuộc khối công và khối tư nhân. Và đồng thời chúng ta cũng có thể giúp các đối tác chính phủ có thể xây dựng ngân sách cũng như là tìm kiếm nguồn lực tài chính để thực hiện hoạt động này trong dài hạn. Và mục tiêu của chúng tôi đây là đảm bảo Việt Nam sẽ thực hiện một cách thành công quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh và làm bớt đi nỗi đau cho bao gia đình đã mất người thân của họ. Và sự hỗ trợ phân tích DNA cũng chỉ là một phần trong quá trình hợp tác rộng lớn hơn của chính phủ Hoa Kỳ với Việt Nam để có thể bàn giao các hài cốt liệt sĩ cho gia đình của họ. Và từ kinh nghiệm tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích thì chúng tôi biết rằng đây cũng sẽ là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhất mà chính phủ có thể thực hiện, và chúng tôi rất mong Việt Nam sẽ thành công trong lĩnh vực này. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã mời tôi tham dự sự kiện đặc biệt ngày hôm nay, và đồng thời cũng xin cảm ơn Brian đã đặt câu hỏi cũng như là mong muốn sẽ được hợp tác với các bạn trong thời gian tới. Một lần nữa xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bà Anne-Marie đã chia sẻ với chúng tôi những gì mà USAID sẽ thực hiện cùng với Việt Nam và định chất đổi mới tại Việt Nam. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng xin kết nối với Thiếu tướng Trần Quốc Dũng. Thiếu tướng có thể cho chúng tôi xem là Ban Chỉ đạo 515 sẽ có kế hoạch hợp tác với Hoa Kỳ là như thế nào trong vấn đề này. Vâng, xin mời Thiếu tướng Trần Quốc Dũng. Kính thưa Ngài Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ. Kính thưa bà Lex Gunn, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Viện Hòa bình Hoa Kỳ. Kính thưa đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Và kính thưa đồng chí Hà Kim Ngọc, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thưa các quý vị đại biểu, trước hết thì tôi xin chân thành cảm ơn Viện Hòa bình Hoa Kỳ đã tổ chức sự kiện này để hai bên cùng trao đổi, qua đó hiểu rõ hơn về thiện chí và sự nỗ lực của các bên trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam nói chung và tìm kiếm quy tập hải quân liệt sĩ Việt Nam nói riêng, làm cơ sở để đề ra phương hướng hợp tác hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực này trong thời gian tới. Đây là nội dung hợp tác có nhiều ý nghĩa trong quan hệ song phương, được lãnh đạo cấp cao hai nước quan tâm thúc đẩy. Như các ngài đã biết, chiến tranh ở Việt Nam đã lùi xa hơn 45 năm. Nhưng hậu quả còn hết sức nặng nề, và hiện nay Việt Nam còn khoảng 200.000 bộ hài cốt liệt sĩ cần phải tìm kiếm quy tập. Trong khi đó, công tác này thì ngày càng khó khăn do chiến tranh ác liệt kéo dài, thời gian chôn cất liệt sĩ thì đã lâu, thiếu thông tin về nơi hy sinh và nơi chôn cất ban đầu, và hầu hết các nhân chứng biết thông tin về liệt sĩ mộ liệt sĩ tuổi đã cao, trí nhớ giảm, tài liệu lưu trữ thì không đầy đủ. Do đó, chúng tôi cho rằng hợp tác quốc tế, nhất là với Hoa Kỳ, nhằm thúc đẩy hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này là một trong những giải pháp quan trọng và hiệu quả. Tháng 7 vừa qua, tháng 7 năm 2014, thì nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Đoàn Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237, nay là Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, đã thăm và làm việc với Bộ Quốc phòng và một số tổ chức cá nhân Hoa Kỳ để trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tích, mất trong chiến tranh, và hai bên đã thống nhất sẽ nghiên cứu, xem xét thiết lập cơ chế, xác định tổ chức hợp tác về cung cấp thông tin tìm kiếm hải cốt liệt sĩ Việt Nam, đồng thời khẳng định đây là việc làm có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, và kể từ đó đến nay thì đã có sự tiến triển rất tốt về lĩnh vực này. Ngày 29 tháng 7 năm 2021 vừa qua, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ Việt Nam và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ Việt Nam. Lễ ký kết đã có sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo hai nước và văn bản thỏa thuận hợp tác mà Bộ Quốc phòng hai bên đã ký kết, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, qua đó giúp nhân dân hai nước hiểu rõ hơn về nỗ lực của hai bên trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung và trong lĩnh vực tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ nói riêng.
Để thực hiện hiệu quả bản ghi nhớ này, thì chúng tôi đề nghị phía Hoa Kỳ, như ngài Thomas Sullivan đã nêu trong 6 trụ cột vừa qua, tôi thống nhất cao và tôi xin được khẳng định lại và làm rõ hơn. Đề nghị các ngài cung cấp thông tin, tài liệu, kỷ vật có liên quan đến quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh từ nhiều nguồn mà phía Hoa Kỳ đang có, ví dụ như nhật ký các trận đánh, tài liệu các tác chiến, sơ đồ, tọa độ, vị trí chôn cất liệt sĩ. Tổng hợp các tài liệu có liên quan, đối chiếu so sánh và sàng lọc thông tin, số hóa dữ liệu bằng công nghệ từ các hồ sơ sẵn có chuyển cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ để hỗ trợ chúng tôi nghiên cứu và tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ có hiệu quả. Thứ hai là vận động các tổ chức cá nhân, đặc biệt là cựu chiến binh Mỹ đã từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam, sưu tầm, chia sẻ, cung cấp cho Việt Nam những thông tin, tài liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Việt Nam. Đây là một cái kênh hợp tác đã rất có hiệu quả trong thời gian vừa qua. Thứ ba là chia sẻ kinh nghiệm trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và năng lực nghiên cứu, phân tích, nhận dạng hài cốt liệt sĩ với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Thứ tư là hỗ trợ đào tạo và trang thiết bị kỹ thuật cho Việt Nam để tiến hành công tác nghiên cứu, điều tra và khai quật những khu vực, những vị trí có hoặc có thể có hài cốt của quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh. Trong quá trình đó thì cần tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin tài liệu thông qua đường ngoại giao, qua thư điện tử hoặc cử chuyên gia trực tiếp cung cấp và xác nhận thông tin, gặp gỡ trao đổi theo định kỳ hoặc khi cần, với mong muốn nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Nhân dịp này, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới ngài Thượng nghị sĩ Patrick Leahy cùng các quan chức, cơ quan, tổ chức liên quan của phía Hoa Kỳ đã luôn tích cực ủng hộ và hỗ trợ cho Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung và trong lĩnh vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam nói riêng. Một trong những nội dung hợp tác mang tính nhân đạo, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ. Xin trân trọng cảm ơn các ngài và các quý vị. Thank you very much, General. Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Trần Quốc Dũng. Chúng tôi biết rằng là các đồng nghiệp chúng tôi tại Hà Nội thì cũng rất mong muốn được hợp tác với Việt Nam và chúng tôi cũng rất mong là hai bên cũng sẽ hợp tác thông qua USAID để thảo luận các vấn đề này một cách chi tiết hơn trong thời gian tới với sự tham gia của các bên có liên quan tại Hoa Kỳ nữa. Thưa các quý vị, cũng sắp hết giờ rồi. Một lần nữa tôi xin cảm ơn các khách mời đã tham gia cùng với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi cho rằng đây cũng sẽ là một công tác đầy thiêng liêng cũng như là hết sức có ý nghĩa. Và tôi hy vọng rằng là trong tương lai thì USAP cũng sẽ tiếp tục tổ chức các cái sự kiện và đồng thời chúng ta cũng sẽ lắng nghe những kết quả trên thực tế. Và tôi rất mong các quý vị đang tham gia sự kiện ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như là giải quyết các cái hậu quả của chiến tranh và đồng thời thúc đẩy quá trình tăng cường niềm tin và đồng thời thúc đẩy hơn nữa quá trình hòa giải giữa hai nước thông qua các cái cuộc thảo luận và đối thoại song phương và đồng thời giải quyết những vấn đề có liên quan đến hậu quả chiến tranh, trong đó có vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn, rồi tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Và đồng thời chúng tôi cũng mong muốn với mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong những năm vừa qua cũng sẽ là nền tảng tốt cho những năm tới đây, trong những thập niên tiếp theo. Và tôi xin khép lại phiên thứ hai trong phần thảo luận ngày hôm nay. Và như tôi cũng đã nói, chúng tôi cũng sẽ tổ chức một sự kiện tiếp theo trong thời gian tới đây để tập hợp các gia đình có người thân đã được tìm thấy để chúng ta có thể thấy được tác động của hoạt động này đối với con người là như thế nào. Chúng tôi rất mong các quý vị chúng ta sẽ tiếp tục tham gia với chúng tôi trong sự kiện tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn các quý vị đã tham gia cùng với chúng tôi. Xin cảm ơn các khách mời cũng như là các diễn giả và các quý vị đang theo dõi sự kiện. Một lần nữa xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bà Liz Grant, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Viện Hòa Bình Hoa Kỳ. Xin cảm ơn. Thượng tướng, thứ trưởng,